Nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập phần đoạn văn dài chô bưng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài khá là ý nghĩa về cái thói quen mua sắm, đúng nhỉ? Cũng như là cái đánh giá nhìn nhận về thói quen mua sắm của một gì nhỉ? Của một tác giả người Nhật nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài này. Renshu 57 ở trong giáo trình Shinkansen Master này. Mono o kau toyu koi wa sono kuni de wa naze ka amari 褒められない行為のように受け取られています。Cái hành vi, đúng nhỉ, cái hành vi mua sắm ấy thì nó đang được, ở đây thực ra cái từ này nó có kanji nhưng mà đây người ta không có viết kanji. Đôi khi là đây nó là uketoru. Cái từ uketoru này bình thường thì nó giống như kiểu là nhận ấy, đúng không? Hoặc là lý giải, chấp nhận. Thế nhưng mà trong trường hợp này người ta không viết kanji nhá. Và đang được ở dạng bị động, đang được chia ở dạng bị động thì chúng ta có thể hiểu cái từ này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Đang được hiểu là đấy, đang được coi như. Thì cả câu này nó có nghĩa là cái hành vi mua sắm ấy thì đang được người ta cho rằng, đang được người ta chấp nhận rằng là một cái hành vi, đúng nhỉ? Đấy, là một hành vi mà sao đấy? Không được, không biết tại sao, đúng nhỉ? Lại không được khen ngợi. Đấy, không được tán dương lắm ở cái đất nước này. Vậy thì nó có cái từ Kono Kuni. Vậy thì đất nước này là đất nước nào? Thực ra thì nếu mà các bạn xem ở dưới phần tác giả ấy, đây, thì đây là một tác giả người Nhật. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng đây là gì đây nhỉ? Đang viết về cái bối cảnh mua sắm ở Nhật nhá. Đây có thể là Nihon, đúng nhỉ? Thì câu đầu tiên là người ta đang nói là cái hành vi mua sắm ấy thì đang ở Nhật, đúng nhỉ? Thì tác giả không hiểu tại sao là nó lại một hành vi không được khen ngợi. Đấy. Tiếp theo này. Rohiguse da toka, shodogai da toka, mudazukai da toka, soyu kotoba ni hyogen sareru you ni hitsuyo igai no mono o kau ningen wa amari kanbashi yoban o eraremasen. Ở đây nó có những cái hình thức liệt kê, thì các bạn để ý là những cái này thì chúng ta có thể gì nhỉ, có thể dịch sau cũng được, cũng không sao hết nhá. Đây, toka 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 này giống như là những cái biểu hiện, đúng nhỉ, giống như là được biểu hiện bởi những cái câu, bởi những cái từ như thế này. Đấy là rohi là lãng phí, đúng không? Chữ lãng ghép với chữ phí này. Đây là chữ kuse, bình thường nó đứng một mình đọc là kuse là cái thói, thì đây ghép nó sẽ biến âm thành guse. Rohi guse là kiểu như là cái thói phung phí ấy, cái thói lãng phí. Shodo gai, đúng nhỉ, shodo bình thường còn là chữ xung ghép chữ động. Đấy. Thì nó ghép với lại cái chữ này, cái chữ này nó dùng cho những cái kiểu như là gì nhỉ, cho kiểu như là mất bình tĩnh ấy. Đấy, rồi thì cái sự quá về mặt gì đấy, về mặt cảm xúc hành động. Thì trong trường này nó ghép với lại chữ kai là mua thì biến thành shodo gai, thì nó mang tính chất như kiểu là gì nhỉ, giống như là mua một cách gì đấy tùy hứng, không có nghĩ trước nghĩ sau nhé. Và mudazukai là một từ rất là quen thuộc, các bạn biết rồi, nó mang nghĩa là chi tiêu phung phí, đúng không? Thì giống như là được biểu hiện bởi những cái từ này, nào là gì nhỉ, thói quen phung phí này, rồi thì mua hàng một cách gọi là không có suy nghĩ, không có nghĩ trước nghĩ sau gì, bạ đâu mua đấy, và gì nhỉ, và sử dụng một cách lãng phí tiền ấy. Đấy, thì những cái người mà mua đồ, đúng không nhỉ, mua những cái thứ mà không cần thiết, đúng không, hitsuyo igai là ngoài những cái thứ cần thiết. Đấy, những cái người mà mua những cái đồ mà không cần thiết ấy thì không không được nhận, đúng không nhỉ, không được nhận những cái đánh giá kanbashi. Ở đây nó có kanji nhá, nó là tốt, kanbashi đây chữ này, nhưng đây người ta không viết kanji bởi vì đây là kanji hơi khó một chút. Những cái người này thì không được nhận những cái đánh giá tốt lắm, toàn được nhận những cái đánh giá như này thôi. Shikashi izen kara omotteiru koto nano desu ga mono o kau toyu koto wa keshite tada okane o keshite tada okane o rohi shi kyoeshi o manzoku saseru dake no koto dewa nai yona ki ga suru no desu. Thế nhưng thì các bạn lưu ý là những cái từ mà có cái cụ, những cái câu mà có cái từ chuyển mạch đoạn văn là demo hay là shikashi thì rất là quan trọng. Thế nhưng ấy,
như tôi vẫn nghĩ từ trước đến giờ đúng không nhỉ? Thì sao đấy, thì cái việc mua sắm ấy, tôi nhận ra cái đuôi là kiga suru no desu, có nghĩa là nhận ra cái điều đó nhá. Thì tôi nhận ra rằng cái việc mua sắm ấy nó làm sao nhỉ, các bạn thấy đây có biểu hiện là keste, thì cái keste này nó đi với, thường nó đi với thể nai, có nghĩa là nhất định, không phải là, đúng không? Thì các bạn thấy đuôi này có dewa nai này. À, tôi nhận ra rằng cái hành vi mua sắm, cái việc mua sắm này nhất quyết nhất định nó không phải chỉ là cái việc mà gì đấy lãng phí tiền bạc để gì nhỉ, để làm thỏa mãn cái gọi là cái kyoeshin, à xin lỗi, cái kyoeshin, đây là chữ hư, chữ vinh và chữ tâm đúng nhỉ, hư vinh tâm. Thì cái này nó mang nghĩa là gì đây, này nó mang nghĩa là cái hư danh ấy. Đấy, bản thân mình không có được như thế, nhưng mà mình cứ gì đấy, mình cứ làm quá lên để được người ta tán thưởng, vì thì hơn những cái gì thực chất mình có. Còn chúng ta cứ dịch là kiểu như sống ảo ấy, đấy, hay là coi mình là cao, nhưng mà thực ra mình không có được như thế, đúng nhỉ? Thì cái câu này ý người ta bảo là trước giờ tôi vẫn nghĩ vậy, và tôi thấy cái việc mua đồ ấy nó không phải chỉ là, đúng nhỉ? Đấy, nó không nhất định, nó không phải chỉ là cái việc mà lãng phí tiền bạc để gì đây nhỉ? Để làm hài lòng, để làm thỏa mãn cái thói sống ảo, đúng không nhỉ? Cái thói gọi là cho mình là hơn người khác. Đấy là cái đoạn đầu tiên nhé. Tiếp theo này. Nani ka iyana koto ga atte mushakusha shita kibun o osaeru tame ni shopping o suru hito ga imasu. Có những người họ làm sao đấy? Có những người khi mà họ có những cái gì đó, có cái việc gì đó không không vui ấy, không thích, đáng ghét, thì họ sẽ mua sắm để họ kìm nén, osaeru đây là kìm nén, đè nén cái cảm xúc mà gì đấy nhỉ? Mushakusha, kiểu như khó chịu, bực bội, bực dọc. Hitsuyo no nai mono ni okane o tsukau nante orokashii koi da to riisei teki na hito wa iu de shou ga sore demo ningen no seishin no baransu wo toru tame ni hiyo o kaketa to omoe ba sore wa sore de in janai de shou ka. Một câu rất là dài. À, và các bạn thấy là nó có một cái dấu gạch luôn ấy, đây là chính xác là cái câu mà người ta sẽ hỏi đúng không? Câu này là gì nhỉ? À, những cái người mà gì đấy, đi xe tích kỳ là chữ lý, chữ tính và chữ đích, thì có kiểu những người lý trí ấy, họ suy nghĩ bằng cái đầu đúng nhỉ? Những cái người, có lẽ là những cái người mà sống bằng lý trí ấy, thì họ sẽ nói là, đúng không? Họ sẽ bảo là đây là một cái hành vi ngu ngốc, đây là chữ ngu các bạn nhé. Orokashi là ngu ngốc, đây là một cái hành vi ngu ngốc đúng không nhỉ, cái hành vi mà bỏ tiền ra, sử dụng tiền để làm gì, cho những cái thứ mà không cần thiết ấy. Thì những người có lý trí, những người gọi là suy nghĩ bằng đầu óc kỹ lưỡng, thì họ sẽ bảo là một hành vi ngu ngốc. Sore demo, thế nhưng đúng nhỉ, nếu mà nghĩ là, đúng không, nếu mà nghĩ là mình đã dành tiền để mình có được cái sự cân bằng về mặt tinh thần đúng không, balance là cân bằng, seishin là tinh thần, thì sore wa sore de in janai desho ka, một biểu hiện siêu chô hiyo gen nhé, in janai desho ka là chẳng phải là hay sao, thì chẳng phải là điều đó cũng được hay sao, đúng chưa nhỉ? Các bạn nhớ cái cụm cố định là gì nhỉ, sore wa sore de i, có nghĩa là như vậy cũng được, như vậy cũng không có sao, như vậy cũng monai nai daijoubu, được chưa? Và người ta gạch chân cái câu này, vậy thì người ta hỏi, chắc chắn người ta sẽ hỏi ý nghĩa của câu này. Chúng ta sẽ xem cái câu hỏi đầu tiên, câu 1 này. Sore wa sore de in janai deshou ka to aru ga doyu koto ka. Người ta có viết cái câu như thế này thì nó mang ý nghĩa gì, đúng nhỉ? Vậy ý nghĩa của cái câu gì đây, ý nghĩa của cái câu như vậy chẳng phải là như vậy cũng được hay sao, thì chính là sao nhỉ? Chính là cái nội dung mà gì đây? Nội dung mà cái phần trước đó nó biểu thị, đúng không? Chính là cái câu này luôn này. Đáp án chính là ý nghĩa của câu này nhá. Đấy. Là cái việc mà sao nhỉ? Là cái việc mà dùng tiền để lấy được sự cân bằng cho tinh thần cũng không thành vấn đề gì đúng không? Các bạn sẽ xem cái ý nào giống cái đó nhất. Câu 1 này. Shopping de hitsuyou na mono gatte mo ii. Mua sắm mà mua những thứ cần thiết, sai đúng không nhỉ? Không phải là mua những thứ cần thiết, và cũng không phải ý của cái đoạn trước mà chúng ta vừa xem đó. Câu số 2.
Nanika iyanakoto ga atemoi, khi mà chúng ta có cái gì đấy mà chúng ta không thích, chúng ta khó chịu. À, người ta có viết là sao đây nhỉ? Người ta có viết là khi mà chúng ta có cái gì khó chịu thì chúng ta mua đồ. Thế nhưng mà sao? Thế nhưng mà không phải là tự thể cái việc mà chúng ta có cái điều gì đáng ghét đấy là tốt, đúng không nhỉ? Mà phải là gì đây nhỉ? Mà phải là bỏ tiền ra để mua sắm, để gì nhỉ? Để quên đi, để đè nén cái cảm xúc khó chịu thì mới là cái điều ok, cái điều không có vấn đề gì nhá. Như vậy là câu 2 cũng là câu sai. Câu 3 này. Musha kusha shita kibun o osae nakute moi. Không cần phải đè nén cái cảm xúc khó chịu cũng được. Chắc chắn đây là câu sai, người ta không có viết đúng không, và cũng không đồng nghĩa như vậy. Câu số 4 này. Hitsuyo no nai mono ni okane o tsukatte moi. À, đó là cái việc sử dụng tiền cho những thứ không cần thiết cũng được. Chính xác, đúng của chúng ta là 4 đúng không nhỉ? Tiếp theo nhé, chúng ta đi sang đoạn tiếp. Nige wa otona ni natte shinu made no aida okane no koto de kuro shi nagara ikite yukimasu. Umare nagara ni shite mugen no tomi o ataerareta hito wa betsu desu ga, hotondo no hito wa okane no kuro toyu mono de energy o suriherasu koto ni narimasu. Con người ta ấy, trong khi đúng nhỉ, từ khi mà lớn lên cho đến khi mà chết đi ấy, sẽ gì đây nhỉ, sẽ sống và khổ sở đúng nhỉ, sẽ vừa sống nhá, vừa khổ sở vừa khó khăn, sẽ sống và khổ sở với lại chuyện tiền nong. Cái người mà được ban cho cái sự giàu có vô hạn, cái người mà cái cụ Umare nagara ni shite là chúng ta hiểu rằng là sinh ra đã thế đúng không nhỉ? Những người mà sinh ra đã được ban cho một cuộc sống giàu có vô hạn ấy thì là chuyện khác. Thế nhưng mà hầu hết con người chúng ta thì đều làm sao đây nhỉ? Đều suriherasu, nó như kiểu là gì nhỉ? Nó như kiểu là bào mòn ấy, làm hao mòn. Thì hầu hết con người chúng ta đều ấy hao mòn cái sức lực, cái năng lượng của mình bởi cái gì đây nhỉ? Bởi cái gọi là khổ sở với vấn đề tiền bạc đó. Sonanaka de isshun futo okane no hou ga shuyaku de jibun wa sore ni yotte furi mawasarete iru tsumaranai sonzai no you ni kanjirareru koto ga arimasu. Và trong trong đó đúng không nhỉ? Thì sao? Isshun là một chốc một lát nhé. Futo là kiểu như đột nhiên. Trong cái lúc như thế đúng không? Là trong cái lúc như thế nào, là trong cái lúc mà chúng ta khổ sở, trong lúc chúng ta gì nhỉ, chúng ta bào mòn hao mòn sức lực với cái việc tiền tiền nong ấy, thì các bạn có đuôi là koto ga arimasu, ngữ pháp đằng trước là thể tự thì nó có nghĩa là đôi khi đôi lúc, và trong đó thì đôi lúc đúng nhỉ, đột nhiên một phút một chốc nào đó chúng ta cảm thấy là đúng không, tiền ấy nó như là một cái shuya, đây là chữ chủ và chữ dịch, nó giống như kiểu là diễn viên chính, nhân vật chính ấy đúng không nhỉ, nhân vật chủ chốt nhá. Đấy, tiền nó như là ông chủ, tiền nó như là một cái nhân vật chính đúng không nhỉ, của cuộc đời mình. Jibun wa sore ni yotte furi mawasarete iru, và bản thân mình thì sao nhỉ, đấy, bản thân mình là một cái xôn dai, một cái tồn tại rất là chán ngán đúng không, mà bị cái số đề, những cái có chỉ thị từ thì các bạn cần phải lưu ý rất là kỹ. Số đề đây là cái gì? Số đề đây chính là cái tiền, và bản thân mình ấy đúng nhỉ, là một cái thực thể rất là chán, rất là tệ, không có gì thú vị cả, và bị cái đồng tiền này nó làm sao đây nhỉ, nó furi mawasu, kiểu là nó điều khiển chi phối nhé. Cái động từ furi mawasu là điều khiển chi phối, thì ở đây là dạng bị động, là bị như thế, được chưa? Đấy là cái đoạn số 2. Tiếp theo này. Okane no koto de kuro shi chi to ase o nagashiteiru hito hodo do yu mono ka muda zukai suru koto ga aru no desu. Là gì nhỉ? Ở đây các bạn thấy có cái từ hodo, thì ở đây nó mang nghĩa là càng. À, và ngữ pháp lại lặp lại là koto ga aru, là đôi khi đúng không? Đôi khi ấy, thì càng những cái người
cái cụm doi monoka này nó đi kèm với lại dạng kotogaru, là thỉnh thoảng có cái điều đó xảy ra. Thỉnh thoảng, đúng nhỉ? Thì càng những người mà khổ sở vì tiền, càng là những người đổ mồ hôi sôi nước mắt, đúng không nhỉ? Đây là chúng ta thấy là mồ hôi và máu đây này. Đấy, vì tiền thì lại là những cái thì lại hay làm sao đây? Lại hay gọi là tiêu xài phung phí, đúng không nhỉ? Murazukai. Iken gyaku no you desu ga, sore wa okane ni taisuru ningensei no sasayaka na hanko to demo ieru. To demo ieru janai deshou ka. Iken là nhất kiến, có nghĩa là thoạt nhìn. Thoạt nhìn thì có vẻ như là ngược đời. Ngược đời vì sao? Đây rõ ràng là càng những người mà khổ sở vất vả, đổ mồ hôi xuống nước mắt vì tiền, vậy mà sao? Vậy mà lại lãng phí tiền, đúng không? Lại tiêu xài phung phí. Thoạt nhìn thì có vẻ là ngược đời vậy. Thế nhưng các bạn lại thấy là nó có đuôi là Njanai deshou ka, đúng không nhỉ? Là một hình thức. Gì đấy? Là một hình thức mà Shucho hyogen, đúng không nhỉ? Có nghĩa là chẳng phải là hay sao? Ieru đây người ta không viết kanji nhưng mà nó là nói đấy. À, thế nhưng mà chẳng phải là ấy, chúng ta có thể nói rằng cái sode, người ta sẽ hỏi cái từ sode này tiếp. Cái đấy ấy là một cái hanko, một cái phản kháng nhẹ của gì nhỉ? Của con người đối với lại tiền bạc. Vậy người ta sẽ hỏi sode là cái gì? Vậy thì đây là một câu hỏi có phần gạch chân và từ chỉ thị, thì chắc chắn là nội dung của nó sẽ ở trước sau. Vậy thì ở đây chính là cái đoạn trước, đúng không nhỉ? Đoạn trước nội dung là gì nhỉ? Những người mà đổ mồ hôi, sôi nước mắt, sôi máu vì tiền, khổ sở vì tiền, lại là những người mà tiêu xài hoang phí, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án là giống cái nội dung đấy nhá. Sore wa nani o sashite iru ka. Cái gọi là sore nó chỉ điều nào? Câu 1 này. Okane no koto de kuro shite iru hito ga murazukai o suru koto. Những người mà khổ sở vì tiền ấy thì lại tiêu xài hoang phí, đúng không? Chính xác với nội dung mà chúng ta vừa tìm, đúng nhỉ? Câu số 2 này. Okane no koto de kuro shite iru hito ga murazukai o shinai koto. Không phải là người mà không tiêu xài hoang phí nhá. Sai. Câu 3 này. Okane de kuro shinai okane mochi ga murazukai o suru koto. Những người giàu có mà không khổ sở vì tiền. Không phải. Nói chung cái bài chỉ thị này thì chúng ta tìm được cái nội dung đằng trước là chúng ta chọn được luôn, đúng không? 4 cũng sai luôn. Không phải là người giàu có. Mà ở đây các bạn thấy nó nói là gì đây? Nó nói là đây, okane no koto de kuro shi chi o chi to ase o nagashite iru hito hodo. Đấy, thì phải là okane ga amari nai, phải là những người không có tiền mấy chứ không phải là những người giàu có, đúng không? Đấy, một câu chuyện ngược đời là như vậy, nhưng đấy chẳng qua chỉ là một cái sự phản kháng nhẹ, như là một cái vấn đề tâm lý của con người với lại tiền bạc thôi. Người ta giải thích ở dưới nhá, là như nào nhá. Okane o rohi suru yakepachi ni natte kamikuzu no you ni tsukau sono koto de motte kochira no hou ga shūjin nan da zo okane ni tsukawarete rin janai zo to kokoro no naka de uppun o harashite iru no kamoshiremasen. À, một câu cũng rất là dài và rất là nhiều từ mới và khá là khó, đúng không nhỉ? Chúng ta có này. Ở đây nhá. Chúng ta thấy có sono koto de motte, tức là bằng cái việc như vậy. Bằng cái việc đó là những cái việc gì? Người ta liệt kê ở đằng trước đấy nhá. Bằng cái việc mà lãng phí tiền bạc này, bằng cái việc mà sử dụng, đúng nhỉ? Sử dụng một cách yakepachi ni natte. Yakepachi ni natte nó giống như kiểu là một cách gọi như là bung xõa hết mình ấy, không có nghĩ gì, coi tiền như là kamikuzu, là giấy vụn, giấy lộn đây này. Đấy, thì bằng cái việc đó, đúng không nhỉ? Thì nó có lẽ là nó sẽ làm sao đây? Nó sẽ, đây có một cái từ, đấy là từ uppun. Uppun kanji nó có, đấy là chữ uất và chữ phẫn nhá. Đây, nó khá là khó các bạn ạ. Uppun là chữ uất và chữ phẫn, phẫn uất của tiếng Việt mình ấy. Haras là gì nhỉ? Là xua tan. Thì có lẽ là nó đang xua tan cái sự phẫn uất ở trong trái tim mình. Đó là gì đây nhỉ? Đó là kochira no hou ga shūjin, mình mới là chủ nhân. Kochira ở đây là jibun, đúng nhỉ? Bản thân mình mới là chủ nhân. Và không phải là
không phải là mình đang bị tiền nó sử dụng nhá, thẻ bị động đúng không nhỉ, không phải là mình đang bị tiền sử dụng mà là mình mới là chủ nhân, mình mới là người sử dụng tiền đấy. Okane ni fukushu surukoto de ningen se wo kaifuku shiyou to shiteru no desu. Đó là gì đấy nhỉ? Chúng ta đang cố gắng hồi phục lại cái gì nhỉ? Cái ningen se, cái tính con người của chúng ta thông qua cái việc gì đấy? Fukushu đây là chữ phục và chữ thù, có nghĩa là báo thù, trả thù đối với tiền bạc. Đó đó là cái nội dung của bài này, cũng khá là hay, một cái góc nhìn rất là mới đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ xem cái câu cuối cùng, câu số 3 nhé. Câu số 3 người ta hỏi này. Kono bunshou de hissha ga motomo iitai koto wa nani ka? Điều mà tác giả muốn nói nhất là gì qua đoạn văn này, qua bài văn này đúng không? Thì chúng ta sẽ đi vào tóm lược lại ý của từng đoạn một. Cái đoạn đầu tiên này đúng không nhỉ? Là người ta đang nói đến cái gì đấy? Đoạn 1 và đoạn 2 của chúng ta là đang nói về cái gì nhỉ? Là đang nói về cái việc mà mua những cái thứ mà không cần thiết ấy thì sao? Thì hay bị người ta nghĩ là không tốt đúng không nhỉ? Hay bị nghĩ xấu. Thế nhưng mà thực ra ấy, nếu nó là gì nhỉ? Nếu là một cái việc mà chúng ta bỏ tiền ra để có được cái sự cân bằng cho cái tâm hồn, cho cái tinh thần của chúng ta thì đấy là một cái việc không có vấn đề gì cả, không thành vấn đề. Đúng không? Đấy là đoạn 1, đoạn 2 nhé. Đoạn số 3 nói về gì nhỉ? Đoạn số 3 là từ Ningewa cho đến Kotogarimasu. Đoạn 3 nói về cái việc mà con người chúng ta, đúng không nhỉ? Là sao? Là suốt ngày khổ sở, đau đầu vì tiền, đúng không nhỉ? Và bị đồng tiền chi phối. Và đoạn cuối cùng của chúng ta nói về gì? Nói về cái hành vi gọi là tiêu xài lãng phí, hoang phí này ấy. Thực ra có thể nói là một cái sự phản kháng nhẹ đối với lại gì đây nhỉ? Đối với lại tiền bạc của con người nhá. Nhờ cái việc mua sắm này mà chúng ta mới thể hiện chúng ta là chủ nhân đích thực, đúng không nhỉ? Không phải là chúng ta đang bị tiền sử dụng mà là chúng ta đang sử dụng tiền. Đấy là nội dung của cái bài này. Giá mà mình có được cái cảm giác tiêu xài hoang phí như thế nhỉ? Thôi nói chung là một cái quan điểm của người ta thôi, nhưng mà mình cũng không khuyến khích là các bạn mà thực thực hiện theo cái đó nhá. Thỉnh thoảng chúng ta có thể mua những cái thứ mà không thực sự cần thiết, nhưng mà gọi là thỉnh thoảng thôi, không phải lúc nào cũng hứng lên là mua và không có sử dụng, rất là gì nhỉ, mưa đá dưa cay. Đây là một cái quan điểm của tác giả, thì chúng ta đọc và chúng ta sẽ theo những cái gì mà tác giả nói, chứ không phải là chúng ta sẽ phải bắt chước và người ta nói là luôn luôn đúng. Người ta nói là cũng có ý đúng đấy đúng không nhỉ? Chúng ta cùng xem các câu này. Câu 1. Iyana koto ga atara kaimono o shite seishin no balance o totta hoga ii. Đó là nếu có cái việc gì mà đáng, nếu có việc gì khó chịu, không không thích ấy, thì mình nên mua đồ để lấy được sự cân bằng. Có phải không nhỉ? Không có đúng không nhỉ? Không có cái đoạn nào khuyên nên lấy cái sự cân bằng nhá. Câu số 2 này. Và đây cũng không phải là cái điều muốn nói nhất. Okane ni furi mawasareru ni jinsei ni naranai yo. Okane no tsukai sugi ni chuu subeki da. Để có một cuộc đời mà không bị đồng tiền nó điều khiển chi phối ấy, thì chúng ta nên chú ý tới cái việc sử dụng tiền một cách quá mức. Không có chỗ nào viết là nên chú ý tới cái việc sử dụng tiền quá mức đúng không? Không có biểu hiện nào diễn tả cái lời khuyên như thế. Câu 3 này. Okane wo rohi suru no wa okane yori jibun no hou ga shuyaku da to iitai kimochi ga aru kara da. Cái lý do mà lãng phí tiền bạc ấy là bởi vì có một cái cảm xúc, đấy là muốn nói rằng bản thân mình mới là chủ, mới là diễn viên chính chứ không phải là tiền. Đúng không? Chính xác. Đây là những cái mà chúng ta vừa mới tổng hợp tóm tắt lại qua từng đoạn nhé. Thì đây là cái điều mà người ta muốn nói nhất. Câu số 4 này. Kaimono tsukaeba ningen se ga kaifuku dekiru no dakara kaimono ni motto energy wo sosogitai. Bởi vì nếu dùng tiền ấy thì có thể hồi phục được cái ningen se đúng nhỉ, kiểu như là cái con người, cái cuộc đời ấy. Do vậy nên dốc cái năng lượng hơn vào cái việc mua sắm, thì cũng không có chỗ nào nói là nên dốc năng lượng hơn vào cái việc mua sắm ở trên cái đoạn này nhé. Như vậy chúng ta sẽ loại cái này đi. Đó đó là cái gì nhỉ, đó là cái nội dung bài đọc của chúng ta, một cái cách nhìn mới về việc tiêu tiền đúng không? Thì cái bài này thực ra là gọi là chôbun, gọi là trường văn thì nó cũng hơi ngắn. Là nếu mà bài vọng chôbun thực tế giống như bài hôm trước chúng ta luyện tập thì nó phải ít nhất phải thêm một cái đoạn dài tầm như thế này nữa, 4 5 dòng nữa thì mới gọi là
True nhá. Còn như này thì nó vẫn hơi ngắn, nhưng mà trong giáo trình thì người ta đưa ra như vậy thì chúng ta cũng luyện tập theo. Khi mà chúng ta luyện tập đủ kỹ thì chúng ta sẽ thấy dài ngắn nó không thành vấn đề nữa, đúng không? Rồi, bài học của chúng ta đến là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.